Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi clip của Quang. Và hôm nay thì Quang thử luyện hót cho cái con họa mi ở phía ngoài này, và vừa xong thì cũng có luyện hót cho một con ở ngoài này, và đang hiện tại đang cho nó ở trong cái phòng vệ sinh và mở áo lồng ra để cho nó ăn mồi tươi. Và bây giờ thì mình thử kiểm tra xem là cái con chim ở trong của mình nó có hót hay không nhé, để mình biết cách để mình điều, để mình để chỗ làm sao để cho chúng nó khỏi nghe thấy giọng của nhau. Tuy là đóng kín hai cái phần cửa này rồi, nhưng mà Quang chắc chắn là một điều là ở trong này chắc chắn là nó vẫn nghe thấy. Đây. Đây. Đóng kín một lần cửa này. Đây. Các bạn thấy nó nghe nó bé đi hơn không? Đây, một cái lần cửa này nữa, cửa nhà vệ sinh. Đây. Vâng. Đây, quay xem nào. À, như vậy là các bạn thấy là nó vẫn cứ hót được không ạ? Đây. Đấy, các bạn thấy là nó vẫn hót đúng không ạ? Đó, thế thì cái clip này thì Quang cũng quay như thế này để trả lời một số anh em như sau. Nếu như rất là nhiều người Quang để ý là nuôi hai con họa mi cùng một nhà, và mọi người nuôi thì không có cái chỗ riêng biệt để mà dưỡng con chim. Thế là nhất là mọi người lại cũng kiểu hay mở hết các áo lồng như này, treo suốt ngày như này. Thế thì Quang cũng xin chia sẻ và nhắc nhở các bạn như sau. Nếu như con họa mi mà chúng ta cứ mở ra cho nó hót xả xã ở nhà với nhau như này thì chúng ta không mang đi chơi giàn chơi cội được, là một. Cái thứ hai, chúng ta không thể giữ lửa được cho chim họa mi. Đấy, thế thì ngoài cái lúc mà chúng ta luyện hót, chúng ta nghe hót như ở ngoài kia, hoặc là khi mà anh em nuôi nó nhiều cái góc độ lắm. Bây giờ Quang nói ví dụ đơn giản như hai con họa mi của chúng ta nó đều là hai con chim đang chơi được chẳng hạn, thì khi mà anh em thưởng thức nghe hót thì chúng ta có thể treo hai con nó xa xa nhau ra, hoặc là có chim của bạn bè mang đến thì chúng ta treo ra cho nó đấu hót với nhau, chúng ta nghe hót. Thế còn nếu không ấy thì chúng ta hàng ngày thì chúng ta chỉ cần luyện hót cho mỗi con một tí, rồi chúng ta đóng kín áo lồng, chúng ta bịt nó vào để mỗi con một chỗ yên tĩnh đó. Thế còn nếu như chúng ta mà cứ mở ra như này ấy, thì nó đứng chán rồi nó sẽ nhảy, mà nó nhảy nhiều thì nó sẽ mất lửa, và nó chả bao giờ nó căng lửa được. Đấy, thì mọi người chú ý cái điều đó. Đấy. Thế thì bây giờ hiện tại là con chim này thì nó cũng chỉ là cái con mộc dở thôi nhá. Quang cũng đã mang đi dãi biên, chơi rất là tốt. Đấy. Con mua lúc đấy thì nó chỉ hơi đứng lồng thôi. Vừa rồi thì cũng nuôi nó thay lồng xong rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy là động vào lồng nó vẫn nhảy nhé. Đấy. Đây, thì cái phương pháp của Quang nuôi thì nếu như không muốn cho nó hót mà muốn nó yên tĩnh, đừng để nó bị mất lửa, thì Quang sẽ bịt kín áo lồng như này. Đó, và trên này thì mình muốn để hai con thì mình đóng kín cửa vào như này. Đấy, con ở ngoài kia thì chắc là không có mình gọi thì nó không hót đâu rồi. Đây, đóng kín cửa vào. Đấy. Tí nữa thì cái con kia mà mình muốn nó yên tĩnh nữa thì con sẽ cho nó vào cái phòng này. Đấy, cho nó vào đây là đóng kín cửa ở trong này. Thì Quang nghĩ rằng là cái chỗ dưỡng mà của hai con này thì như thế này là hợp lý, bởi vì đóng ba cái lần cửa này rồi thì chắc chắn là nó sẽ cũng không nghe thấy giọng của nhau mấy. Cái thứ hai là cái con chim mà trong cái quá trình mà mình nuôi, mình luyện hót ấy, thì mình cũng đã luyện được một cái mà nó hơn được mọi người,
là gì, mình treo ra luyện hót hàng ngày, và đến lúc mình kéo kín áo lồng xuống thì thôi nó sẽ không hót nữa. Đấy. Đấy, mình kéo kín áo lồng xuống thì thôi nó sẽ không hót nữa. Đấy. Thì cái này thì chúng ta luyện hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nào thì con chim sau này nó sẽ thành cái thói quen, treo ra thì nó sẽ hót, mà bịt áo lồng này thì nó thôi. Thế thì Quang cũng xin giải thích với mọi người như sau: nếu như mọi người mà có thời gian rảnh rỗi thì đương nhiên mọi người mở áo lồng ra làm quen với chim nhiều hơn thì càng tốt, gần gũi với nó hơn thì càng tốt. Đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta rảnh rỗi chúng ta mở áo lồng ra ấy, thì chúng ta phải để ý là chim nó không nhảy nhót. Đấy, nó chỉ đứng im thôi, cái tư thái thì là tốt nhất. Đấy, làm quen với chim nhiều càng tốt. Đấy, chim thuần rồi thì không vấn đề gì cả, nhưng mà với những con chim mộc với mộc dở thì tất nhiên là đương nhiên là càng gần với chủ nuôi nhiều thì càng tốt bấy nhiêu. Nhất là cứ thỉnh thoảng anh em có thể cầm cái con dế mồi tươi anh em cho nó ăn, cứ một ngày vài vài ba lần như thế, cứ thỉnh thoảng lại cho con dế thì là con chim nó sẽ bắt mặt chủ nhanh và nó sẽ thân thiện hơn với chúng ta. Đấy. Còn nếu mà thực sự mọi người mà không có thời gian ấy thì theo Quang thì chúng ta phải có cái con mái để lúc nào chúng ta làm quen được hỗ trợ. Đấy, thì chúng ta lúc mà nó đang, lúc mà nó chúng ta luyện hót ấy thì chúng ta kè con mái vào thì nó đang xe hót thì chúng ta ngồi gần vào với con chim. Đấy. Thì là như thế. Nên Quang thì Quang chỉ dùng mỗi cái cách đấy thôi, là bởi vì mình không có thời gian lúc nào kè kè với cả một cái con mộc dở trong kia chẳng hạn. Bởi vì sao? Bởi vì đến bây giờ là sáng ra mình luyện hót cho nó xong ấy thì là mình sẽ đóng kín và mình cho là trong đấy, có khi đến tận trưa hoặc có hôm có tận chiều tối mới lên để mà dọn vệ sinh rồi lại cho nó đi ngủ. Đấy. Thường thường thì đến buổi trưa ấy thì mình lên đây mình cho nó tắm sạch sẽ đi, xong nó khô lông ấy thì là mình đóng kín áo lồng mà thôi, lại làm quen được một lúc nữa thôi. Đấy, bởi vì Quang cũng nuôi nhiều, hiện tại giờ nuôi cũng tất cả là 5 con họa mi cơ, còn rất là nhiều xoài than nó thứ nó nuôi để Quang chứng minh cho các bạn cái sản phẩm cám chim rất là tốt. Đấy. Thế thì cái vấn đề bịt kín áo lồng thì mọi người chưa xem clip của Quang thì nên nhớ là các cái clip trước Quang đã làm rồi. Với những con chim mà nó đã quen lồng như này rồi, nó quen cái lồng ở trong cái cống ở đâu, cống nước ở đâu, cống cám đâu là tự nó ăn uống được, mọi người cứ yên tâm. Miễn là cố gắng khi chúng ta bịt kín áo lồng như này này thì anh em để cái chỗ nào mà nó thoáng mát thôi, đừng để chỗ mà nó nóng quá rồi nó bí quá. Đấy. Thì là không được. Ví dụ như ở trong này ấy, là cái phòng thờ ở nhà Quang này thì mùa hè thì nó rất là nóng, nhưng mà hôm nay thì ở Hà Nội này thì đang mưa gió này, lạnh này, hơi se se lạnh ấy, thì là mình mới cho được vào đây. Còn bình thường thì ở trên này chỉ có một con thôi. Đấy. Thì nó là như thế. Thì mọi người sẽ hiểu hơn. Vì sao? Bởi vì khi mà cái con họa mi, hai con họa mi mà chúng ta nuôi cùng một chỗ ấy, mà khi mà chúng ta cứ mở hết áo lồng ra ấy, thì nó cứ đấu đá với nhau suốt ngày thôi. Và dần dần thì nếu như hai con nó ngang cơ nhau thì cả hai con càng ngày nó càng nhàm chán đi. Đấy, nó sẽ ít hót dần đi. Đấy, thế còn lúc đầu ấy thì là nó cứ đưa ganh đua nhau, nó hót thì biết cả tai, hót không ra thể thống gì cả, chỉ gào lên thôi. Đấy, thì rất là nhiều người gặp ở cái trường hợp đấy. Sau này ấy thì nó nhàm chán, nó quá quen với nhau rồi, thậm chí nó nhìn thấy nhau quen rồi nó còn chả thèm hót với nhau nữa, đấu đá với nhau nữa, vì nó quá quen với nhau rồi. Thế còn cái trường hợp mà hai con họa mi của bạn mà nó chênh lệch nhau quá, nó mới về, con mới về hoặc là con đã ở nhà cũ rồi ấy, thì có những con nó hơn cơ hơn, nó hơn lửa hơn, nó căng lửa hơn thì nó đè con kia câm tịt không hót được. Thế cho nên là mọi người chú ý là nuôi cái con họa mi thì phải có những cái thung riêng để mà dưỡng, để mà nuôi nó vực lửa nó lên. Còn khi nó chơi tốt rồi thì không nói làm gì cả. Đấy. Khi mà nó chim nó chơi tốt rồi, mang đi chơi nó chơi thành cái lớp chơi rồi thì chúng ta nuôi rất là nhàn. Đấy, chỉ việc tuần mang đi chơi một hai buổi thôi, còn lại ở nhà thì chúng ta chỉ nghe hót, cũng là thích nghe hót thì chúng ta treo nó ra. Đấy, với anh em chơi hót ở nhà thì cũng cố gắng làm sao mà giữ được lửa cho con chim, lúc nào mình nuôi nó căng lửa, lúc nào mình thích nghe hót thì mình treo nó ra là nó phải hót luôn. Đấy, nó hót theo ý muốn của mình. Đấy. Vâng, thế cái clip này thì Quang cũng xin dừng lại ở đây và nói qua sơ sơ với các bạn về cái góc độ mà nuôi dưỡng cái con họa mi như thế thôi. Vâng, đấy, ví dụ như bây giờ thì mình phải xuống công việc thì mình sẽ cất nó vào trong này. Đấy, rất là đơn giản. Là bây giờ mình để nó vào trong cái phòng này, để đóng kín cửa. Thì Quang nghĩ rằng là với ba cái lượt cửa như này thì là đây một lượt cửa đó, một cái nhà cửa vệ sinh nữa thì chắc chắn là nó yên tĩnh, nó sẽ đỡ. Đấy, với cái thứ hai là mình cũng luyện được cái góc độ là chim nó cũng hót, nó êm ái rồi, nó không cắt, nó không gỏng, nó đè nhau nữa. Đấy, nên ra là nó có cái chỗ dưỡng là ở đây thì mình có thể để được hai con như thế này. Đấy, thì quay như thế này thì chắc là nhiều bạn là sẽ hiểu hơn được cái góc độ nuôi họa mi của Quang.
Đấy, bình thường sáng ra mình xem nó luyện hot đấy, giờ này thì mình công việc thì mình cứ vứt ở đây thôi, trưa lên thì là lại treo nó ra cho nó hot tí, hoặc là tắm rửa sạch sẽ, dọn vệ sinh lồng sạch sẽ. Vâng, cái clip này thì Quang xin dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau.